Ở bên em, anh có cảm thấy thoải mái không? Có. Anh có từng cười vì em không? Có. Anh có từng khóc vì em không? Có. Có từng lo lắng, đau lòng vì em không? Có. Và câu hỏi cuối cùng, anh có yêu em không? Anh yên lặng không đáp, như đang chăm chú suy nghĩ điều gì. Mãi lúc sau, vậy mà anh thật sự tiến thêm một bước. Thở dài một hơi thật khẽ, cô lặng lẽ tiến lên một bước, tới vị trí bên cạnh mà anh vừa rời đi. Nếu như câu trả lời của anh vẫn là có, chúng ta đã có thể sánh bước đi cùng nhau một đoạn cuối cùng rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối em vẫn thua anh một bước.